Chuẩn bị gọt khoai này. Đấy, đồ để chuẩn bị ủ, nhưng mà mấy anh em nó đi câu giúp phi, rồi đi xuống chơi một tí nữa, xong rồi đi quay phim quay phỏ tí xong đi về. Chứ tôi tháng này đen lắm, không câu kéo gì nữa. Tháng này nghỉ, tháng này từ giờ đến cuối tháng không có video tôi đi câu đâu. Các video khác thì sẽ có. Ok, ra đi xuống Xui. hồ xem. Không ăn à? Hôm nay không ăn à? Không ăn thì sang mé khác mà câu ngồi đây đéo gì. Em cũng không biết, hôm nay nước như kiểu. Ở đấy thì cá trôi kia này. Thằng Phong rồi. Mày đang xe tít đây à? Ai vụt đấy? Vụt cái sao? Móc một cái vào đâu? Cọc nào? Đem gì có cọc nào? Móc mất một cái đó. Đánh cái đéo gì móc. Rất chi là đông vui. Con bé áo trắng ngồi bên kia vú to. Con đấy nhìn mơ đấy. Mày nó đông. Đông người cầu. Mỗi lăng xê ấy đây, nó xuống cho ném một cái lăng xê đây tí xong là đi về. Đây, cô em ngồi cầu đẹp trai ơi, đi vẽ chành chó vẽ luôn chứ gì. Đang nhìn vào. Đấy, tôi ngồi tôi đánh cái lăng xê một tí tôi đi về. Được chả được thì thôi, ngồi đánh tí thôi, vui chơi giải trí thôi, xong là tí đi về. Tại đây nó free, ra đây free nó cứ đánh cái gì nổi đầu lên á, chắc cái chui hoặc chép đấy. Tí nữa nó dính là máy nó lôi chạy. Đấy, vừa làm môi đang C, một đang C mới cả một câu đơn đấy. Ok, nếu mà tí nữa có cá thì quay, không có thì thôi tôi đi về. Gì anh? Nào con của em nó cắn trắng được giật. Em chạy sang ông bên kia gọi cho. Ông nào? Nó chưa để điện thoại.
Hết sầu mất anh. Ừ, cái bọn này đến nét nè. Mất ra này. Này đây rồi. Đéo con vật. Anh chào đây. Ta đi nhá. Ôi cứ quay này. Ôi chết đến mà bạn bờ đến kéo vào bờ đi, kéo dần vào đi nó nổi mà. Xong lấy tay này hớt cái vứt vào cái bên này này. Hớt cái mà nó lại nóng cái tay này. Hớt con cá vứt vào cái cuộc vào trong này lại đã. Ô đứng. Dậy lấy tay ấy, lấy một tay bỏ cần ra, một tay dưới một tay vợt cá. Vứt con cá vào trong lại con cá 3 cân nó còn vợt thế được nữa. Đó. Đấy, bà mày. Chạy vào bờ. Trời. Ăn xô đây em. Giờ con về khoa rồi. Ui, tập bạc này nhờ. Cho lên bờ chắc. Nhóc cả. Nóng quá, móp, móm. Ui giời, cái mồm nó nhìn này phải đáy chưa? Cá ấy, cá này nó là lưỡi ấy thì... Chết này mà. Ai, chào đây.